Sau khoảng thời gian tăng nóng của cà phê, thị trường tái lập lại vị thế giá tiêu cao hơn cà phê. Hiện giá cà phê nhân ở các vùng trồng dao động khoảng 100.000 đồng 1 kg. Vừa qua, giá cà phê có lúc lên tới 130.000 đồng 1 kg, bỏ xa giá tiêu trong nước. Thị trường cà phê đã trở lại mặt đất sau khoảng thời gian lên đồng. Điều này góp phần giúp hồ tiêu có tuần tăng ấn tượng, lên đến 6.000 đồng 1 kg tuần trước. Trên bình diện thế giới, giá tiêu các nước cũng đang khởi sắc. Vụ mùa trong nước đã kết thúc nhưng chưa có con số thống kê sản lượng chính thức nào từ cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong ngành. Nhiều dự đoán được đưa ra, đa phần nhận định sản lượng năm nay giảm khoảng 10 đến 12%, ước tính 170.000, 180.000 tấn. Với ước tính trên khiến bài toán cung cầu trong nước đang gặp khó. 4 tháng đầu năm, thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xuất khẩu hồ tiêu đạt 83.783 tấn, với kim ngạch hơn 353 triệu đô la Mỹ, mỗi năm Việt Nam nhập khẩu khoảng 25.000 tấn hồ tiêu. Làm một phép tính đơn giản thì 8 tháng cuối năm, xuất khẩu hồ tiêu chỉ còn khoảng 120.000 tấn trong bối cảnh dự trữ các vụ mùa trước đang ở mức rất thấp cho năm nay, 120.000 tấn cho xuất khẩu 8 tháng là con số đáng lo ngại. Đây chắc chắn sẽ là động lực để giá tiêu tăng tiếp thời gian tới. Tính từ đầu năm Giá tiêu trong nước tăng trung bình 22.000 đồng mỗi kg. Nhận định về thị trường tuần này, chuyên gia cho biết, cà phê vẫn trên đà giảm. Hồ tiêu được hưởng lợi từ dòng tiền đầu cơ chảy từ cà phê sang. Do đó đà tăng của thị trường tiêu trong nước tuần này còn mạnh. Tại tỉnh Đắk Lắc, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 103.000 đồng một kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 104.000 đồng một kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 103.000 đồng 1 kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 103.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa cũng tàu giá tiêu hôm nay ở mức 103.000 đồng 1 kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 104.000 đồng 1 kg.